12 nhóm nhảy xuất sắc trong và ngoài nước ở bảng quốc tế Đà Lạt Best Dance Crew 2024, tranh tài đầy kịch tính ở vòng chung kết tại quảng trường Lâm Viên Đà Lạt. Đây là đêm thi tiếp nối thành công của đêm chung kết giải phong trào diễn ra trước đó một ngày do tập đoàn Hoa Sen phối hợp với tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức. Trong số 12 đội có 9 đội của Việt Nam và 3 đội quốc tế đến từ các nước Thái Lan, Indonesia và Nhật Bản. 12 đội thi là 12 màu sắc khác biệt. Tất cả cho thấy sự đầu tư dàn dựng công phu từ biên đạo đến nội dung âm nhạc. Đáng chú ý, phần thi 3 đội thi của châu Á có màn trình diễn hết sức ấn tượng, cháy hết mình cùng khán giả Đà Lạt, để lại nhiều cảm xúc khó quên trong đêm chung kết. Với sự thể hiện xuất sắc, kết quả chung cuộc vòng chung kết bảng quốc tế, nhóm Planet Block Thái Lan đạt giải nhất. Giải nhì thuộc về nhóm Spacex Việt Nam. Nhóm Lyricist Việt Nam giành giải ba, cùng bằng khen và huy chương của chương trình. Thành công của Đà Lạt Best Dance Crew 2024 đã tạo tiếng vang không chỉ trong nước mà còn ở quốc tế. Điều này khẳng định phong trào nhảy hiện đại ngày càng được đẩy mạnh. Cuộc thi cũng là dịp giới thiệu, quảng bá vùng đất và người Đà Lạt Lâm Đồng đến với bạn bè trong và ngoài nước, góp phần kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng của ngành du lịch địa phương thời gian tới.